Hỏi đi, hỏi đi. Em coi chị được không? Chị ngồi đây đi chị. Bữa nay em không thấy cái hoàn cảnh của gia đình đó. Thì mấy anh em ở đoàn phường 3 có nhờ. Mấy anh em cũng vận động tiếp để hỗ trợ cho bé. Thì giờ tình trạng của bé sao rồi chị? Đúng, đúng, đúng. Dạ. Nhưng mà có nghĩa là bây giờ là nó ổn định rồi không? Nó nguy hiểm tới tính mạng nữa hả? Hay làm sao? Cái tình trạng này. Vậy đó hả? Ăn được không? Đấu, cháo, chất lắm. Nhiều lần, đấu, cháo. Là lúc mình nằm di động bây giờ cũng nửa tháng rồi đó không ta? Từ lúc mà bị... Hơn tháng rồi đó. Giờ hơn tháng. À, hơn tháng. Dạ. Yeah. Hình như bé năm nay có 14 tuổi luôn. Sinh tới năm 2000 rồi đó. Tháng này 15. Đó, 6 đó. Tháng 14 tuổi. À, 6, 15 tuổi. Ủa, cưng là anh đó hả? Dạ. Ừ. Dạ. Yeah. Rồi có không rồi, có đi làm gì không? Chị ơi, em đang ở đó đó. Y tế luôn. Em đang ở bệnh viện Nhi Đồng rồi định vào thăm bé luôn. Có dịp lên đó. Rồi nói chị đang chuẩn bị đưa về, ta thấy hơi lu bu quá thôi để về nhà thăm luôn. Cái giò nó có cử động được không? Cái này cái giò cử động bên bên tay trái. Qua rồi. Qua rồi. Anh lấy cầm anh đếm chịu cho tôi. Đếm chị. Còn cái tay kia trong nó cầu được, còn tay trái nó vô. Mình gặp chung mình cho luôn đi. Dạ. Yeah. Thì mấy anh em cũng có vận động được ít kinh phí để cho gia đình để đưa bé đi điều trị tái khám gì đó. Dạ. Bên nhóm của em thì vận động được 4 triệu, còn bên anh Hải Anh thì vận động được 1 triệu. Đúng rồi. Em ở khu phố vận động cho chị được 5 triệu nữa. Ờ, khu vực 4 là đài khu vực 4 hả? Hay là tính của phường? Tính của phường đi. Ờ, đây là đài ở phường 3. Tổng cộng là 10 triệu. À, tổng cộng là số tiền tổng cộng là 10 triệu. Ừ. Thì hy vọng số tiền này sẽ giúp chị điều trị cho bé được cái giai đoạn nào thì mình ở giai đoạn đó. Có gì thì các anh em sẽ tiếp. Hỗ trợ tiếp cho bé. Dạ, năm mới này này cũng như cái sự động viên, an ủi dành cho gia đình nha. Mình cứ cố gắng lên, đi đâu có nhiều cái hy vọng để bé phục hồi trở lại, đi học, khỏe mạnh lại.